đã thống nhất với Bộ Công Thương hạn ngạch nhập khẩu một số mặt hàng đường, muối, trứng, gia cầm theo lộ trình cam kết với WTO. Cụ thể thì mặt hàng đường có hạn ngạch nhập khẩu năm 2015 là 81.000 tấn, muối là 102.000 tấn, bao gồm 2.000 tấn muối trong lĩnh vực y tế và 40.000 tấn muối trong lĩnh vực hóa chất, và trứng gia cầm là 46.300 tá. Đối với mặt hàng đường thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất Bộ Công Thương có phương án công khai, minh bạch, tạo sự công bằng cho các doanh nghiệp. Riêng mặt hàng trứng gia cầm, theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây là năm đầu tiên Việt Nam mở hạn ngạch nhập khẩu theo lộ trình cam kết WTO. Và hạn ngạch này chỉ áp dụng cho trứng thương phẩm, không có phôi để tránh trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu về làm giống.